Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử Hồ niệm người lâm chung 4. Tiến trình Ba Đô 1. Định nghĩa Ba Đô Ba Đô hay trạng thái trung gian là một trong những khái niệm quan trọng và giáo lý căn bản nhất của Kim Cương Thừa. Trạng thái trung gian ở đây được hiểu là khe hở giữa hai trạng thái khác nhau đó có thể là sự chia tách về thời gian hay tiến trình hành động thậm chí khoảng thời gian co duỗi một cánh tay cũng là một ba đô nhiều người vẫn lầm tưởng ba đô là trạng thái chỉ có thể trải nghiệm sau cái chết tuy nhiên trên thực tế ba đô cũng chính là cuộc sống hiện tại từng giờ từng phút của thực tế hiện tại chúng ta đang ở trong ba đô. Như thế, chúng ta cần biết rằng có nhiều dạng và cách thể hiện khác nhau của khái niệm ba đô. Lý do chính khiến người ta thường quan niệm rằng ba đô chỉ tồn tại sau khi chết là vì sau khi chết chúng ta bước vào một thế giới vô cùng vi tế. Hiện giờ, vì những ngăn ngại, che chướng của xác thân vật lý chúng ta không đọc được ý nghĩ tư tưởng của người khác nhưng khi ở trong trạng thái ba đô sau khi chết chúng ta có thể làm được điều này khi thần thức ở trong trạng thái vi tế chúng ta có được những khả năng đặc biệt như có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà lúc còn sống chúng ta không thể thấy được có thể du hành khắp thế giới này chỉ trong giây lát trong trạng thái trung gian sau khi chết thần thức có nhiều trải nghiệm phi thường hơn khi còn sống. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến người ta thường lầm tưởng về sự hiện hữu và dạng thức ba đô. Hai, tam thân Phật và ba trạng thái ba đô tương ứng. Trong Kim Cương Thừa, khái niệm về tam thân được trình bày dưới ba góc độ căn đạo quả như sau. Tam thân căn bản, căn nghĩa là pháp thân căn bản báo thân căn bản và hóa thân căn bản tâm thân trên đường tu tập đạo nghĩa là pháp thân trên con đường tu tập báo thân trên con đường tu tập và hóa thân trên con đường tu tập tam thân kết quả quả nghĩa là pháp thân kết quả báo thân kết quả và hóa thân kết quả ba đô pháp thân còn được gọi là ba đô vi tế hay ba đô bí mật là ba đô có thể được thực chứng thực hành qua phương diện pháp thân phật đây là ba đô gắn liền với trạng thái thức với sự tỉnh giác trong thiền định ba đô thiền định với pháp tính diệu minh thường trụ trong ba đô chết và trong ba đô ngủ pháp tính diệu minh thường trụ chính là một cách diễn đạt khác của khái niệm chân tâm hay tự tính tâm trong sáng thanh tịnh vốn không bị che chướng và chưa từng bị nhiễm ô bởi các xúc tình phiền não tiêu cực ba đô báo thân còn gọi là ba đô bên trong là ba đô dùng báo thân làm pháp thực hành để siêu việt trạng thái ba đô một khi thực chứng được ba đô pháp thân bạn cũng sẽ nhận ra được ba đô báo thân ba đô báo thân gắn liền với những hoạt động của tâm thức cũng như những khái niệm những quan kiến cố hữu ba đô báo thân tương ứng với các trạng thái trung gian ba đô mộng ba đô giữa chết và tái sinh ba đô thân vi tế khi thức ba đô hóa thân là ba đô dùng hóa thân làm pháp thực hành để giải thoát khỏi ba đô. Ba đô hóa thân tương ứng với các trạng thái trung gian ba đô đời sống với trạng thái tỉnh, với thân thô lậu lúc thức và với ba đô tái sinh. Những trạng thái trung gian thiếu giác tỉnh mà chúng ta đang sống hàng ngày chính là ba đô hóa thân. Hiểu được sự phân chia ba loại ba đô này tương ứng với tam thân Phật là vô cùng quan trọng. Cả ba loại ba đô hay còn gọi là ba trạng thái trung gian pháp, báo, hóa thân cần phải được hợp nhất. Chúng ta có nhiều cách để gọi sự hợp nhất đó. Trong thiền Chen, đại toàn thiện, người ta gọi đó là tính không. Thiền Mahamudra, đại thủ ấn, gọi là chân như và trong trung quán người ta sử dụng thuật ngữ trung đạo tuy sử dụng những thuật ngữ khác nhau nhưng thực chất những thuật ngữ này đều nói về cùng một phạm trù và điều chúng ta được khuyến dạy là cần trực nhận được chân như tính không hay trung đạo cũng như ba ba đô trong một thể thống nhất này đó là điểm đến cuối cùng hay ba đô tối hậu mà một hành giả cần phải chứng ngộ đó chính là ba đô siêu việt mọi ba đô. 3. Đời sống luân hồi và bốn loại ba đô Đời sống luân hồi của chúng ta là một loạt các tiến trình nối tiếp nhau được gọi là ba đô. Tiến trình của một vòng đời tử sinh sẽ đi tuần tự như sau. Ba đô cận tử là trạng thái trung gian khi một người bắt đầu tiến trình chết đến khi chết hoàn toàn ba đô pháp tính là trạng thái trung gian khi pháp tính diệu minh thường trụ ló rạng ba đô tái sinh là trạng thái trung gian từ lúc một người sau khi chết hoàn toàn mà không nhận ra pháp tính diệu minh thường trụ cho tới khi nhập mẫu thai và bắt đầu một đời sống mới ba đô đời sống là trạng thái trung gian từ lúc một hữu tình bắt đầu một đời sống mới cho đến khi chết đi a à, ba đô cận tử chết thực chất có nghĩa là sự tan rã của các căn giác quan và năng lượng của các đại trong cơ thể khi trải qua giai đoạn ba đô cận tử bạn không thể kiểm soát được các đại và sự phát triển hay khả năng vận động của các đại trên cơ thể khi mất kiểm soát tình trạng vận hành của các đại trở nên trục trặc tạo ra những ốm đau, bệnh tật. Đôi khi điều này cũng chỉ xảy ra tạm thời. Tuy nhiên khi chết thì sẽ xảy ra sự phân ly hoàn toàn của tứ đại. Đối với hầu hết chúng sinh phàm tình, cái chết vẫn được coi là nỗi khổ lớn lao nhất, đáng sợ nhất, nên ba đô cận tử còn được gọi là ba đô khổ. Ngoài ra, vì trong ba đô này diễn ra toàn bộ các quá trình tan rã, chia tách giữa thân tâm rất vi tế với những khía cạnh thô lậu hơn của thân tâm nên đây cũng được gọi là ba đô của sự tan rã. Ba đô cận tử bao gồm tiến trình tan rã bên ngoài và tiến trình tan rã bên trong. Tiến trình tan rã được gọi là bên ngoài vì thường có những dấu hiệu rõ ràng, cụ thể, còn tiến trình bên trong thì những trải nghiệm về sự tan rã là vi tế hơn rất nhiều hầu hết trong mọi trường hợp tiến trình tan rã bên ngoài và bên trong được trải nghiệm một cách đồng thời nhưng để dễ hình dung dưới đây chúng tôi sẽ trình bày từng bước tuần tự về tiến trình này Tiến trình tan trả bên ngoài Tiến trình tan trả bên ngoài hay tan trả thông thường diễn ra trong lúc những người xung quanh còn có thể quan sát và phần nào phỏng đoán được những gì đang xảy ra. Mặc dù vậy, tiến trình tứ đại tan trả này vẫn rất vi tế và điều quan trọng là khi trải nghiệm chúng, bạn phải tỉnh giác và thực chứng được những gì đang diễn ra. Để làm được như vậy, đòi hỏi một công phu thực hành nghiêm mật trong đời sống hiện tại cơ thể chúng ta được thiết lập trên cơ sở tứ đại sự phân ly đầu tiên diễn ra với phổi nghĩa là với khí vào giai đoạn đầu của ba đô cận tử khí nghiệp vốn có chức năng duy trì sự sống của chúng ta bị tan rã và không còn hoạt dụng theo đúng cách nữa do khí hư hoại năm luân xa của thân thể sẽ bị rối loạn theo khí có hai loại là khí nghiệp và khí trí tuệ khí nghiệp là khí ở hai kinh mạch trái phải và năm loại khí giữ chức năng sống của cơ thể khí trí tuệ là khí trôi chảy trong kinh mạch trung ương khi các luân xa mất khả năng hoạt động thì vòng tuần hoàng của khí cũng bị rối loạn nên không thể thực hiện đúng chức năng khí là nhân tố kích hoạt cho các đại hoạt động bởi vậy khi khí tan rã thì các đại cũng tan rã và lần lượt hòa tan vào nhau khi chúng ta còn sống khí cho ta năm chức năng tiêu hóa hô hấp bài tiết phát âm và vận động khi khí tan rã chúng ta cũng lần lượt mất hết những khả năng này tiến trình này được gọi là cái chết bắt đầu. Tiến trình địa đại hòa tan vào thủy đại. Khi chúng ta trải qua tiến trình năm loại chức năng của khí bị tan trả, luân xa đầu tiên tan trả là luân xa rốn. Dấu hiệu nhận biết bên ngoài là người hấp hối lúc này mất đi năng lực của cơ thể, thân thể trở nên nặng nề, không thể cử động các bộ phận một mảng màu đen xuất hiện trên răng không phải do không đánh răng mà là dấu hiệu địa đại đang hòa tan vào thủy đại người hấp hối sẽ thấy mọi thứ trước mặt giống như một dạng ảo giác không rõ ràng cảm giác này phụ thuộc vào những ác nghiệp mà họ đã tích lũy dấu hiệu đặc trưng của giai đoạn này là người sắp chết cảm thấy như đang chìm xuống hố sâu và vực thẳm dù muốn thoát ra nhưng không thể. Cảm giác này vô cùng khủng khiếp, khổ sở. Họ thấy rất nặng nề, thậm chí ngay cả y phục và chăn đắp lúc này cũng như đang đè nặng lên họ. Với những ai không quen và không có một chút ý niệm gì về điều này, sự trải nghiệm là vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu là một hành giả đã có công phu tu tập thiền định khi còn sống, tiến trình này xảy đến sẽ chỉ là một trải nghiệm đối với họ họ không cảm thấy sợ hãi vì đã được luyện tập để vượt qua chướng ngại đó vì sắc uẩn tan rã rời khỏi xác thân nên xuất hiện dấu hiệu thân thể trở nên yếu ớt rã rời và bắt đầu ngừng mọi công năng hoạt động của nó về bản chất thực tại tuyệt đối đức bất động phật chính là sắc uẩn đại viên cảnh trí trí tuệ được ví như một tấm gương phản chiếu là trí tuệ của đức bất động phật trong tiến trình địa đại hòa tan vào thủy đại bản chất của sắc uẩn tức trí tuệ đại viên cảnh trí hòa tan vào bản thể tự nhiên hay là tính không đồng thời giai đoạn này người chết bắt đầu mất khả năng nhìn thấy mọi vật tiến trình thủy đại hòa tan vào hỏa đại tiếp theo luân xa tim sẽ bị tan rã cùng thời điểm này thủy đại sẽ hòa tan vào hỏa đại người sắp chết cảm thấy rất nóng bên trong họ không thể cử động tất cả các phần của cơ thể vốn cần có chất lỏng để vận động vì không còn nguyên tố nước trong cơ thể họ cảm thấy rất khô trong miệng lưỡi và mắt Họ không thể dùng lưỡi hay cử động lưỡi vòng quanh miệng bởi vì nước trong cơ thể bị cạn kiệt. Họ cũng không thể nhìn thấy lưỡi. Lúc này, người sắp chết không còn có thể ăn uống gì được, đồng thời cũng không thể dễ dàng chuyển động nhãn cầu. Nếu trong đời sống, bạn thường không duy trì được tỉnh giác và chính niệm mà luôn để tâm sao nhãn vọng động. Khi bước vào giai đoạn này, tình trạng thậm chí còn tệ hơn, bạn sẽ cảm thấy tuyệt vọng với mọi thứ. Người chết có ảo giác như nhìn thấy một làn khói rất mờ ảo bao quanh mình. Tiến trình tan rã thứ hai tương đương với trí tuệ, bình đẳng tỉnh trí hay bản chất thực tại của thụ uẩn. Trời bỏ xác thân vật lý để hòa tan vào bản thể tự nhiên quá trình này có liên quan mật thiết đến Đức Phật Bảo Sinh. Do thụ uẩn tan rã, người sắp chết không thể cảm nhận hay tri giác một cách rõ ràng, đồng thời cũng không còn khả năng nghe được các loại âm thanh tiếng động. Tiến trình hỏa đại hòa tan vào phong đại. Lúc này, luân xa cổ họng tan rã, hỏa đại hòa tan vào phong đại, nên người sắp chết có thể cảm thấy hơi ấm thoát ra khỏi các phần của cơ thể và hơi thở trở nên hoàn toàn lạnh ngắt không chỉ có vậy khả năng nhận biết về người vật và nơi chốn của người chết cũng sẽ không còn bởi vì khả năng nhận biết này chính là hoạt động của hỏa đại khả năng ngửi các mùi hương khứu giác cũng không còn đến giờ tùy vào nghiệp lực mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau nếu thấy hơi ấm đi xuống phần trên của cơ thể bắt đầu lạnh dần trong khi phần dưới của cơ thể vẫn còn giữ được chút hơi ấm trong chốc lát và cuối cùng hơi ấm thoát ra ngoài ở các ngón chân dấu hiệu đó cho thấy người chết đã tích lũy nhiều nghiệp tiêu cực và do đó sẽ tái sinh vào những cõi thấp nếu hơi ấm hòa tan từ chân sau đó đi lên trên đỉnh đầu hoặc các phần trên của cơ thể cho thấy người này tích lũy nhiều thiện nghiệp và thông thường sẽ được tái sinh trong một cảnh giới an lành nhưng một hành giả đã đạt đến trình độ thực hành tương đối cao cấp sẽ có khuynh hướng hòa tan hơi ấm vào luân xa tim trung tâm của cơ thể duy trì hơi ấm ở đó trong một khoảng thời gian dài thường là ba ngày hoặc tương tự sau đấy hơi ấm mới tan biến khỏi luân xa tim ngay cả khi thân thể chỉ còn là xác chết nhưng hơi ấm vẫn còn duy trì ở tim đây là dấu hiệu cho thấy vị hành giả này vẫn đang an trụ trong thiền định ảo giác bên trong ở giai đoạn này là người sắp chết sẽ nhìn thấy xung quanh có hàng ngàn đốm sáng như đầm đóm trong màn đêm tối mịt mùng. Tiến trình tan rã thứ ba có liên quan tới Đức Phật A Di Đà. Trí tuệ của Đức Phật A Di Đà được gọi là diệu quan sát trí. Trí tuệ này là bản chất thực tại của tưởng uẩn Khi trí tuệ đó hòa tan vào bản thể tự nhiên, chúng ta sẽ mất khả năng phân biệt sẽ không nhận ra được người thân bạn bè tiến trình phong đại hòa tan vào thức đại lúc này luân xa bí mật tan rã phong đại hòa tan vào thức đại dấu hiệu đặc trưng là người sắp chết không thể kiểm soát được hơi thở hơi thở dốc gấp và mạnh khó nhọc và đau đớn giai đoạn này có liên quan đến đức phật bất không thành tựu thể tính của hành uẩn sau khi ý thức phân biệt tan rã hành uẩn cũng dần dần tan rã bởi vậy người sắp chết không còn khả năng cử động cơ thể đồng thời cũng mất khả năng vị giác tức là không còn cảm nhận được các vị chua cây ngọt mặn tương ứng với giai đoạn này là thành sở tác trí trí tuệ của đức phật bất không thành tựu hòa tan vào tự tính chân như. Trên đây là quá trình hòa tan tất cả bốn loại khí khác nhau, theo đó, người sắp chết cũng hòa tan các loại năng lượng khác nhau của các đại và các thức. Do các thức tan rã, người hấp hối không còn nhìn thấy các hình dạng, không nghe thấy các âm thanh, tức là sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp khi chủ thể thức tan hoại thì đương nhiên khách thể sáu căn và sáu trần cũng không còn tồn tại đây chính là thời điểm chúng ta gọi là cái chết tuy nhiên đây mới chỉ là cái chết bên ngoài tiến trình thức đại hòa tan vào không đại thời điểm này hơi thở bên ngoài đã ngừng cái chết bên ngoài đã hoàn tất tuy nhiên vẫn còn cái chết bên trong. Thức đại hòa tan vào không đại, không đại ở đây mang ý nghĩa là sự rộng mở, sự không giới hạn. Giai đoạn này, người chết có thể thấy một chút thay đổi trong cơ thể hiện tại, có thể cảm thấy cơ thể mình như khá hơn, sáng suốt hơn, khỏe hơn một chút so với vài phút trước đó. Tùy nghiệp quả của từng người mà có những trải nghiệm khác nhau. Hành giả tu tập thành thục và tích lũy nhiều thiện hạnh sẽ được chư Phật, Bồ Tát, Đa Ca, Đa Ca Ni tiếp dẫn về miền tịnh độ của các ngài. Ngược lại, người từng phạm nhiều ác nghiệp trọng tội sẽ có những trải nghiệm vô cùng kinh hãi. Chẳng hạn như, nếu họ từng giết hại một loài vật nào đó trong đời sống vừa qua, thì lúc này họ sẽ thấy loài vật đó đến để giết họ, đem họ đi hoặc ăn tươi nuốt sống, cắn xé họ thành hàng trăm hàng vạn mảnh. Những hình ảnh này đối với người sắp chết hoàn toàn không giống ảo ảnh mà cảm giác như là có thật. Đến đây kết thúc tiến trình tan rã thông thường. Lúc này, trong bề ngoài, một người non như đã chết rồi vì tim đã ngừng đập hơi thở bên ngoài đã ngưng nhưng thực chất họ mới chỉ chấm dứt hơi thở bên ngoài hơi thở bên trong vẫn còn và trong một số trường hợp người chết vẫn có thể sống lại chỉ khi nào hơi thở bên trong dừng tắt thì lúc ấy một người mới được xem là thực sự đã chết hơi thở bên trong sẽ dừng tắt sau khi thức hòa tan hoàn toàn trong tiến trình tan rã bí mật xảy ra tiếp theo. Tiến trình tan rã bên trong Tiến trình tan rã bí mật Trong phần trước, tất cả các đại đã tan vào thức đại đến đây thức đại tan vào pháp tính diệu minh thường trụ có nghĩa là tâm thức cũng tan vào pháp tính diệu minh thường trụ hay đại thủ ấn tiến trình này được chia làm bốn giai đoạn xuất hiện phát triển thành tựu và pháp tính diệu minh thường trụ không chỉ tiến trình tan rã bên trong hay tiến trình chết nói chung mà trọn vẹn đời sống của chúng ta và tất cả những ba đô nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác trong vòng quay luân hồi vô tận mỗi phút giây nhỏ nhịm chúng ta trải qua đều bao gồm những bước chuyển tiếp như trên đó chính là cách thức khiến đời sống được vận hành không ngừng nghỉ ví dụ như khi tưởng tượng về một cái cây đầu tiên bạn sẽ có ý niệm về nó lúc này nó chưa có hình ảnh cụ thể điều này tương ứng giai đoạn xuất hiện sau đó bạn dần dần tạo lập ra một hình ảnh đây là tương ứng giai đoạn phát triển đến khi hình ảnh cái cây của bạn trở nên rõ ràng đây là tương ứng với giai đoạn thành tựu ngay khi đó tiến trình chuyển sang giai đoạn xóa mờ dần hình ảnh cái cây và cuối cùng nó trở nên tan biến hoàn toàn. Tại thời điểm ấy, không có hình ảnh cái cây, cũng không có hình ảnh của bất cứ thứ gì khác. Khoảng trống rỗng vô cùng ngắn ngủi này được gọi là pháp tính diệu minh thường trụ hay là đại thủ ấn. Chúng ta thường không thể trụ trong giai đoạn này mà lập tức phóng chiếu các hình ảnh tiếp theo trong tâm. Cứ như thế, tiến trình phóng chiếu của chúng ta liên tục suốt ngày đêm, không ngừng nghỉ suốt một đời và hàng vô lượng kiếp. Đó chính là cách chúng ta khiến cho bánh xe luân hồi không ngừng xoay chuyển. Dưới đây là diễn giải cụ thể của tiến trình tan rã bên trong. Giai đoạn xuất hiện. Lúc này, dòng khí phía trên hỗ trợ giọt tinh chất trắng giọt tinh túy bồ đề tâm sắc trắng hay giọt trắng nhận từ người cha khi sự sống được tạo ra sẽ không còn hoạt động được nữa khiến giọt tinh chất trắng rơi từ luân xa đỉnh đầu qua kinh mạch trung ương xuống tới luân xa tim quá trình này không những thực sự mất rất nhiều năng lượng mà còn khiến hòa tan tâm thức cụ thể làm tan rã tâm sân sân độc sẽ hòa tan vào bản chất tính không và không còn hoạt dụng. Ở giai đoạn này, tâm thức sẽ sáng suốt và có thể cùng lúc trải nghiệm sự phản chiếu dụng ở nhiều mức độ. Ở một mức độ sâu hơn, được tạm gọi là dấu hiệu bên trong, tâm thức có trải nghiệm giống như có một làn khói thoảng, một màn ánh sáng mờ mờ ở một mức độ khác được tạm gọi là dấu hiệu bên ngoài tâm thức có trải nghiệm giống như bầu trời đêm lúc mặt trăng đang chiếu soi vì thế giai đoạn này còn được gọi là nguyệt quang phổ chiếu đó là dấu hiệu tâm thức người chết đang trong tiến trình hòa tan vào pháp tính giai đoạn phát triển khi dòng khí bên dưới nâng đỡ giọt tinh chất đỏ hay giọt tinh túy năng lượng của tính không, của trí tuệ hay bát nhã mà chúng ta nhận được từ người mẹ khi sự sống bắt đầu. Không còn năng lực nên khiến cho luân xa rốn, ngưng hoạt động. Năng lượng để duy trì giọt đỏ không còn nên giọt đỏ sẽ đi lên luân xa tim. Vào lúc này, tham độc cũng tan rã. Người sắp chết sẽ không còn tham muốn gì. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải có trí tuệ và định lực để thấu hiểu toàn bộ tiến trình này và an trụ trong pháp tính diệu minh thường trụ. Nhưng thường chúng ta không thể làm được điều đó và các xúc tình phiền não sẽ quay trở lại đưa chúng ta nhập vào vòng quay của sinh tử luân hồi bên trong người chết sẽ cảm nhận những đốm sáng màu đỏ giống như đơm đóm bên ngoài sự tan rã của tham độc khiến tâm thức trải nghiệm ánh sáng như mặt trời buổi bình minh lên cho nên giai đoạn này còn được gọi là quang minh nhật chiếu giai đoạn thành tựu cái chết thực sự khi giọt trắng đi xuống và giọt đỏ đi lên chúng gặp nhau ở luân xa tim là trung tâm của cơ thể. Hai giọt va mạnh vào nhau và khi đó người chết cảm giác nghẹt thở như thể bị khóa chặt lại trong một chiếc hộp, như thể bị bao bọc bởi tuyền một màu đen. Đó không phải là đêm đen thông thường mà là cảm giác của người chết thấy như thể là màn đen. Đây chính là lúc vô minh hay si độc tan rã không còn hoạt động toàn bộ mọi biểu hiện của tâm bao gồm những dạng thức vi tế nhất đều ngừng hoạt động đây là lý do tại sao giai đoạn này được gọi là thành tựu bạn sẽ cảm nhận về sự rỗng rang hay tính không một cảm giác rất mạnh mẽ và vô cùng khác biệt như thể bóng tối bao phủ hoàn toàn vào thời điểm giai đoạn thành tựu tan rã vào tính không, rất nhiều người, hầu hết mọi chúng sinh sẽ ngất liệm đi. Dấu hiệu bên trong. Người chết sẽ cảm nhận ánh sáng mờ tỏ giống như ngọn đèn bơ. Bên ngoài, họ sẽ cảm thấy một màn đen bao trùm tựa như nhật thực. Cho nên giai đoạn này còn được gọi là Huyền quang tịch chiếu.